Em chào các bác. Nay em giới thiệu các bác là cái cây Catastum xanh họng vàng, xanh họng hơi vàng tí. Thì ở đây anh chị nhìn bông nó rất là to. Trong cái này thôi nó xanh họng vàng, giữa nó vàng và nó môi hoa nó xanh vàng. Cái này lưỡi hoa môi hoa rất là to và bông nó cũng to như cái bát con anh chị ạ. Rất là to đẹp. Cái này gọi là cây Piratum Grand. Thì cái dòng Catastum này thì là hoa dưới gốc anh chị nhá. Hoa dưới gốc chứ nó không phải là hoa trên ngọn. Hoa trên ngọn thì gọi là cây thiên nga. Em cũng hay nói như vậy trên các video á. Bởi vì như cái dòng Catastum này thì nó là một trong những cái loại mà rất là dễ trồng và cần hoa nó rất là si hoa. Cái loại này hiện giờ là đang nở ở cửa hàng và có thể chơi Tết nữa anh chị nhá. Đang nở và em có bán ở cửa hàng và cái này có thể chơi Tết được. Cái cây này thì nó có hương thơm nhẹ vào buổi sáng. Thường thì những cái dòng Catastum trên nga thì nó chỉ thơm buổi sáng thôi và phải có nắng anh chị nhá. Hôm nào có nắng thì nó mới nở, nó mới thơm, và ít nắng thì nó cũng gần như rất là ít thơm. Còn nó buổi chiều thì gần như là không thơm, rất ít khi mà nó thơm vào buổi chiều tối. Đương nhiên là mỗi cây nó sẽ có một cái đặc tính khác nhau. Nó cũng có những cái cây mà Piratum ấy, nó cùng Piratum nhưng mà nó là cây khác ấy thì nó rất là thơm. Như những cái cây mận ấy, cây màu mận hay màu hồng, có rất nhiều cây khác nhau. Thì anh chị xem thêm trên kênh Thiên Ngàn Hoa này mọi người sẽ rõ hơn nhé. Tại vì nhà em cũng rất nhiều loại Catastum, nhưng mà hiện giờ thì loại này, loại xanh họng vàng này thì nó đang nở. Cái này thì nó có thể nở trước Tết hoặc là nở từ tháng 10. Dòng Catastum này nó nở từ tháng 10 đến khoảng tháng 2 anh chị nhé. Tháng 10 dương lịch đến tháng 2 dương lịch, có nghĩa là nó nở có thể qua Tết ấy. Đấy, đầu năm nó cũng có những trường hợp đấy, nó ít hơn. Thì Catastum này thì nó cũng rất là dễ trồng và dễ hoa anh chị ạ. Như những cái bông hoa này rất là to đẹp, nó là một trong những cây mà rất là được yêu thích ở trên thế giới. Có cái là Việt Nam mình là ít chơi cái dòng này, nhưng thực ra thì nó rất là dễ chăm. Người ta ít chơi bởi vì là người ta sợ không chăm được, nhưng thực ra thì cái dòng Catastum thiên nga này rất là dễ chăm anh chị ạ. Chỉ cần trồng một chậu và tưới nước để phân tán chậm thôi là rất là dễ rồi. Anh chị có thể trồng nhiều loại giá thể như Catastum, trồng một giá thể vỏ thông, sơ dừa hay là một số những cái thoát nước là được, thoát nước tốt và mình điều khiển được độ ẩm của nó là ok anh chị nhá. Thì cái dòng Catastum này thì nó rất là dễ, dễ trồng, dễ chăm và dễ ra hoa anh chị ạ. Và hoa nó lại to nữa, mà nở hoa đấy anh chị nhìn có cây một cần, cây hai cần, rất là nhiều bông, rất là đẹp. Thì anh chị có thể tham khảo và mua cái cây này ở bên em anh chị nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Em chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Với những cây Catastum này thì các bác về có thể cứ để nguyên được, mà không trồng sang chỗ mới luôn được. Trồng làm nào được cứ cho nó đồng nhất giá thể với những cái cây khác như cây phi điệp hay là những cây giáng hương, hoàng thảo giáng hương, trồng làm sao nó cứ đồng nhất giá thể là mình tưới chăm sóc dễ, xong mình bón phân tán chậm. Phân tán chậm của Nhật, của Đài Loan hoặc phân Việt Nam đều được, miễn là cái loại nào đừng tan nhanh quá là sợ nó sót dễ nó chết anh chị ạ. Thì mọi người xem thêm, tham khảo thêm về cây Catastum nhé anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Xin chào các bác, em chào anh chị.